Mới đây, tại Hà Nội, công ty Simeco Đắk Lắk và Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã tổ chức phiên đấu giá cà phê đặc sản ngon nhất Việt Nam lần thứ 2 năm 2024. Đây là những lô cà phê đặc sản được chọn lọc kỹ từ cuộc thi Việt Nam Amazing Cup năm 2024. Việc tổ chức phiên đấu giá cà phê đặc sản ngon nhất Việt Nam không chỉ giúp kết nối nhà rang xay với người nông dân mà còn nâng tầm thương hiệu cà phê. 15 lô hàng cà phê đặc sản, trong đó có 9 lô cà phê Robusta và 6 lô cà phê Africa được đưa lên sàn đấu giá. Mỗi đơn vị có cà phê đấu giá sẽ mang đến thông điệp riêng từ nông trại, từ việc nâng cao giá trị cà phê Việt Nam, lan tỏa những ly cà phê ngon nhất đến người tiêu dùng. Các sản phẩm đưa ra đấu giá có giá khởi điểm thấp nhất là 180.000 đồng 1 kg và cao nhất là 360.000 đồng 1 kg. Giá trúng thầu cao nhất là 1.200.000 đồng 1 kg dòng Africa và 720.000 đồng 1 kg với dòng Robusta. Kết quả này đem lại sự hài lòng không hề nhỏ cho những người tạo ra hạt cà phê đặc sản của Việt Nam. Giá tiêu hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2024 dự báo tăng mạnh vào tuần này do mất mùa ở Brazil. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 140.000 đồng 1 kg, tăng mạnh 3.000 đồng so với cuối tuần trước. Giá tiêu Chư Sê, Gia Lai thu hút ở mức 138.000 đồng 1 kg, tăng mạnh 1.500 đồng so với giá ngày 17 tháng 8. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 139.000 đồng trên 1 kg, tăng mạnh 2.500 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng mạnh 2.000 đồng 1 kg với cuối tuần trước. Cụ thể, tại Bà Rịa Vũng Tàu hiện ở mức 138.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng 1 kg so với hôm qua. Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng trên 1 kg, tăng 2.000 đồng 1 kg so với hôm qua. Như vậy, giá tiêu hôm nay ngày 19 tháng 8 tăng mạnh từ 1.500 đồng đến 3.000 đồng 1 kg tại một số địa phương ở vùng trồng trọng điểm, ghi nhận mức giá cao nhất 140.000 đồng 1 kg. Bến Tre là một trong các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, có mô hình nuôi bò thương phẩm phát triển mạnh và đạt chất lượng cao. Tuy nhiên, do giá cả sụt giảm, hiệu quả kinh tế không cao nên nông dân không còn tha thiết với mô hình chăn nuôi này, thậm chí là treo chuồng. Gia đình ông Phan Văn Xuân ở ấp 2 xã Phú Lễ, huyện Ba Chi cũng như bao nông dân ở địa phương này không còn hứng thú với mô hình nuôi bò thương phẩm. Bởi hai năm qua, giá bò thịt, bò giống đều giảm giá mạnh, người nuôi thu nhập thấp. Nuôi bò một năm rưỡi, đẻ ra con bò cái bán được 15 triệu đồng, lời 5 triệu mà chưa tính công, dịch bệnh. Còn bò đực nuôi một con, chỉ lời 3 triệu đồng mà nuôi từ 13 cho tới 15 tháng. Cỏ thì đất nhà trồng, nếu không thì phải mượn đất trồng. Hồi đó mình nuôi 4 con bò cái, bây giờ còn chỉ nuôi 1 con, nuôi không nổi nữa, không có lời nên không nuôi, ông Xuân bày tỏ. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chi, tổng đàn bò của địa phương hiện nay còn gần 97.000 con, tập trung nhiều ở các xã An Đức, Phú Lễ, An Bình Tây, An Hiệp, Tân Xuân, chiếm gần 2/3 đàn bò của toàn tỉnh. Ở thời điểm này, giá bò thịt khoảng 17 triệu đồng một tạ, bò cái giống từ 14 cho tới 16 triệu 500 đồng một con. Từ năm 2016, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp chứng chỉ nhận nhãn hiệu sản phẩm bò Ba Chi. Ngoài việc cạnh tranh về giá cả của bò ngoại nhập, đàn bò địa phương gần đây cũng thường bị nhiễm bệnh, nhất là bệnh viêm da nổi cục. Người nuôi phải phát sinh thêm chi phí, giảm lợi nhuận. Chính quyền ngành chức năng địa phương đã có quan tâm hỗ trợ nông dân phát triển đàn bò theo hướng chất lượng, nhưng đầu ra thì chưa thể can thiệp được. Vài ngày gần đây, sầu riêng được nhiều người bày bán trên vỉa hè một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh với mức giá rẻ đến bất ngờ, chỉ 30.000 đồng một quả. Tại những điểm này, người bán trưng bày bảng quảng cáo rất to và ghi rõ sầu riêng rụng 30.000 một quả bao ăn, nên thu hút rất nhiều người đi đường dừng lại tìm hiểu và hỏi mua. Theo ghi nhận tại các điểm bán, sầu riêng 30.000 đồng một trái được người bán để riêng một góc. Hầu hết trái đều bị nứt nên được buộc lại bằng dây thun để giữ vỏ không bong ra. Những quả sầu riêng này trông rất xấu, lép, ít múi, trọng lượng mỗi trái trên dưới 1 cân. Nhiều khách hàng ghé vào xem rồi bỏ đi vì thực tế sầu riêng 30.000 đồng một quả cũng không hề rẻ. Mua về cũng chỉ ăn được 1 cho tới 2 múi, thậm chí phải bỏ vì sầu riêng nứt vỏ,
để lâu bên ngoài rất dễ hư hỏng, bám bụi đường. Trong khi sầu riêng nguyên vẹn, trái đầy đặn được người bán để riêng, bán với giá 50.000 đồng 1 kg. Dù vậy, đây cũng là mức giá khá mềm so với vài tháng trước. Trong khi vài tháng trước, giá sầu riêng bán lẻ trên thị trường được đẩy lên tới 150.000 cho tới 200.000 đồng 1 kg. Do nhiều nhà vườn các tỉnh miền Tây không muốn cho ra trái chính vụ mà chuyển sang nghịch vụ nên dẫn đến sản lượng bị giảm đáng kể. Được biết diện tích trồng sầu riêng hiện nay khoảng 151.000 ha, riêng khu vực Tây Nguyên chiếm phân nửa với khoảng 75.500 ha, Đắk Lắk có 33.000 ha, tăng 10.000 ha so với thời điểm năm 2022, Đông Nam Bộ 25.000 ha, đồng bằng sông Cửu Long khoảng 42.000 ha. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 79 năm ngày kỷ niệm truyền thống lực lượng công an nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024. Nhân dịp này thì thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc các đồng chí đang công tác trong lĩnh vực công an mạnh khỏe, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, luôn đoàn kết, gắn bó, kề vai sát cánh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo lập được môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Thưa quý vị, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác khi mà lũ quét sạt lở đất bất ngờ ập đến, thì những hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an cũng càng trở nên sáng ngời khi mà sẵn sàng xả thân trong dòng nước lũ để có thể tìm kiếm cứu nạn những người mất tích hay tích cực hỗ trợ bà con triển khai những công tác khắc phục bất kể ngày đêm. Đó cũng là những tấm gương sáng của những người chiến sĩ công an được báo điện tử VOV đăng tải. Cách đây hơn một tháng, trận lũ quét tại xã Mường Bồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong dòng nước lũ chảy xiết và tràn ngập củi rác, Thượng úy Lò Văn Khụt, đội tham mưu công an huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên cùng với hàng chục đồng đội đã ngược hơn 50 km về khu vực hồ thủy điện Long Tạo để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, ngâm mình nhiều giờ trong dòng nước buốt lạnh, nhưng không chiến sĩ công an nào muốn ngừng nghỉ việc tìm kiếm bởi biết chắc chắn là đồng bào mình vẫn đang còn đâu đó trong biển rác kia. Sau nhiều nỗ lực hơn của 100 cán bộ chiến sĩ, thi thể các nạn nhân bị lũ cuốn trôi cũng đã lần lượt được tìm thấy. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Trung Thu, do đó tình trạng nhập lậu bánh Trung Thu diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Và mới đây thì lực lượng chức năng tại hai tỉnh Đà Nẵng và Bắc Giang đã phát hiện tạm giữ hàng nghìn chiếc bánh Trung Thu nhập lậu. Theo thông tin được đăng tải trên tạp chí điện tử Kinh doanh VN Business, cho thấy qua kiểm tra đột xuất một cửa hàng bán bánh kẹo trên đường Kỳ Đồng, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng đã phát hiện cửa hàng này buôn bán một khối lượng lớn bánh Trung Thu nhập lậu. Đa số bánh tại cửa hàng có xuất xứ nước ngoài được nhập khẩu và tiêu thụ trên thị trường Việt Nam, nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo. Còn tại tỉnh Bắc Giang, ngày 16 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, phát hiện trên 1.500 đơn vị sản phẩm gồm bánh Trung Thu, bánh mì, bánh mochi. Quá trình làm việc, chủ cửa hàng thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, được mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Một thông tin đáng chú ý khác về y tế. Thưa quý vị, chỉ trong một tuần cả nước đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tích lũy từ đầu năm thì cả nước đã ghi nhận tới 52.957 trường hợp. Báo điện tử VOV Online thông tin, các chuyên gia y tế nhận định số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận có xu hướng gia tăng, một số ổ dịch kéo dài tiếp tục ghi nhận bệnh nhân. Trước mắt thì các tỉnh thành phải truyền thông một cách hiệu quả cho người dân hiểu và xem việc diệt loang quăng, bọ gậy là điều quan trọng để phòng bệnh sốt xuất huyết, tổ chức chiến dịch diệt loang quăng, bọ gậy, các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải, đọng nước với thông điệp mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt loang quăng, bọ gậy tại hộ gia đình, thực hiện thông thoáng nơi ở, nơi làm việc và khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.